Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Và tiết học hôm nay chúng ta vẫn theo chủ đề số 2, đó là tìm hiểu về mỹ thuật thời Trần. Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về nền mỹ thuật thời Trần thông qua sự phát triển của ba loại hình nghệ thuật, đó là kiến trúc, điêu khắc và chạm khắc trang trí, và thứ ba đó là nghệ thuật gốm. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số những cái công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê thông qua bài số 5. Thì ở bài này chúng ta có cùng tìm hiểu kỹ hơn một số những cái công trình đặc trưng tiêu biểu về kiến trúc cũng như là điêu khắc của thời Trần. Trước khi vào bài, cô cũng dặn các em là chúng ta chuẩn bị sách giáo khoa, tập, bút chì, bút đỏ hoặc là bút dạ, thước để chúng ta gạch những ý chính, và bút viết để chúng ta ghi bài. Về phần bài ghi thì lưu ý lại một lần nữa là chúng ta chỉ ghi tựa bài, ghi các mục một nhỏ, một la mã, một nhỏ, hai nhỏ và hai la mã, chứ chúng ta không cần phải ghi những ý hoặc là nội dung ở trong sách giáo khoa vào trong tập, mà chủ yếu là chúng ta sẽ dùng bút thước để chúng ta gạch những ý chính vào trong sách giáo khoa để chúng ta nắm bài. Đầu tiên là về kiến trúc của nhà Trần, thì tiêu biểu chúng ta có hai công trình, đó là tháp Bình Sơn ở Vĩnh Phúc và khu lăng mộ An Sinh ở Quảng Ninh. Thì đối với khu lăng mộ An Sinh, cô cũng đã hướng dẫn cho các em ở tiết trước phần dặn dò, yêu cầu các em chúng ta sẽ tự đọc và tự học ở phần này, cho nên là tiết này cô sẽ không nói đến, chúng ta sẽ không đi sâu vào cái công trình khu lăng mộ An Sinh, mà chúng ta tập trung vào tiểu về công trình tháp Bình Sơn ở Vĩnh Phúc. Xem video. Thank you.
có tóc. Thông qua phần video giới thiệu và kết hợp với sách giáo khoa xem hình ảnh, cô cũng mong các chúng ta sẽ mô tả được vài nét về kiến trúc của Tháp Bình Sơn. Trong quá trình xem video, nếu như mà âm thanh nó có vấn đề thì mong các em thông cảm ha. Phần này thì chúng ta sẽ gạch ý trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ tự gạch nha. Phần hai là mã điêu khắc thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ Thái Bình, và thứ hai nữa là chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bức tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ. Đây là một số những cái hình ảnh cô sưu tầm về tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ với nhiều góc độ khác nhau để chúng ta thấy được hình dáng của tượng hổ, tư thế, cấu trúc của tượng hổ nhìn ở nhiều vị trí khác nhau. Và tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ được xem là một trong những pho tượng tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của mỹ thuật thời Trần. Tuy hình khối của hổ bằng đá có kích thước gần như thật, không to hơn hổ ngoài đời, nhưng đây là một tác phẩm mang tính hành tráng và nghệ nhân tạc tượng cũng đã đưa sức sống tinh thần một thời oanh liệt của một người trí dũng toàn tâm toàn ý vì đất nước như là vị Thái sư Trần Thủ Độ. Và hình ảnh con hổ được đặt trong thế nằm với dáng ung dung, hai chân trước thì xoải dài, hai chân sau thì thu gọn trong bụng, đầu ngẩng cao, đôi mắt thì liêm diêm, đôi tai thì giỏng lên như đón nghe một tiếng vọng từ nơi xa thẳm. Ngôn ngữ bằng đá tuy là không cầu kỳ hoa mỹ, chỉ là đơn giản nhưng thể hiện được sự táo bạo của nghệ nhân với các khối nổi chìm, chuyển đổi nhịp nhàng, dứt khoát,
kết hợp với sự nhuần nhuyễn giữa tả thực và cách điệu. Hình ảnh con hổ nằm lim dim sau bộ ngực rộng phẳng là toàn bộ sức sống được ẩn giấu sau vẻ hiền từ lim dim, dường như bất động. Tự hổ đã diễn tả được phần nào vẻ oai phong lẫm liệt của vị chúa sơn lâm, và đồng thời cũng làm tăng thêm vẻ uy nghi cho lăng thái sư Trần Thủ Độ. Thì qua phần cô giới thiệu và kết hợp với đọc sách giáo khoa, xem hình ảnh, em hãy nêu vài nét về tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ thông qua việc chúng ta gặp những ý vào trong sách giáo khoa. Chủ yếu của những bức chạm
trên là người và ở dưới là chim. Về hình chạm khắc thì được sắp xếp cân đối hàng hoàng. Cách tạo khối chúng ta thấy là cách tạo khối tròn đầy của hình tượng tạo nên sự êm đềm, thanh tĩnh, phù hợp với khoảng không gian vừa ảo vừa thực của lớp hoa văn dày đặc. Vì thế những cái tác phẩm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc được đạt được tính thẩm mỹ rất là cao. Đó là đôi nét về chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc. Phần này chúng ta cũng nêu vài nét về nội dung sắp xếp tạo hình của những bức chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc bằng hình thức chúng ta gạch ý vào trong sách giáo khoa. Phần hướng dẫn về nhà thì tôi cần các em hoàn thành bài ghi vào trong tập và gặp những cái ý nội dung của bài qua những cái bài phần giới thiệu cũng như là xem video, thì chúng ta nên những ý chính chúng ta nắm bài. Tiết sau thì chúng ta chuẩn bị xem trước bài đề tài cuộc sống của anh em và để chúng ta có những cái lựa chọn về những cái nội dung mà chúng ta yêu thích nhất để chúng ta vẽ. Và về dụng cụ chuẩn bị thì chúng ta vẫn chuẩn bị tập ghi tự ghi bài, sách giáo khoa, giấy vẽ A4, bút chì, gom, vân vân. Và tiết học hôm nay kết thúc, xin dừng tại đây. Mến chúc các em nhiều sức khỏe,